đây là vàng inox cốt xéo rồi con. Cốt xéo là chạy được 3 tấn nha, inox là vậy đây, inox là 304 luôn nha. Tùy theo cái hàng hóa là con đặt cho phù hợp nha, mẫu giống nhau, chất liệu giống nhau, chỉ khác là lớn nhỏ thôi. Nó inox là vậy đó. Nếu mà chất liệu inox 304 á là xài mình lắc léo ở trong móng dây. Đây này inox 304 nha, đây là cho máy xéo, xéo là sang dịch 3 cánh rồi con. Xéo 304. Đó, tùy theo loại máy con đặt cho phù hợp nha. Đây là ráp hút xéo. Alo. Nghe. Xu nào ta? Ai về rồi anh? Về rồi. Dạ. Yeah.